Hello, xin chào các bạn. Sau cái video vừa rồi thì có nhiều bạn có vẻ như là thích những cái nhân vật mà dễ thương á. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn vẽ những cái nhân vật đó một cách đơn giản nhất, là từ cái xác định cái khối cơ bản của nó rồi lên chi tiết như thế nào thì các bạn đón xem ha. Đầu tiên mình sẽ dựng các cái khối cơ bản ha. Ví dụ như cái đầu là khối hình cầu nè, cái mình là khối trụ nè, chân tay cũng là khối trụ nhỏ hơn nè. Thì chúng ta sẽ xác định cái dáng đứng của nó bằng các cái trục ha. Cái này xin lỗi mọi người là mình quay á, nó hơi bị chói, với lại cái màu mà để phác thảo mình sử dụng nó hơi hơi nhạt á, cho nên nó bị hơi mờ, mọi người thông cảm nha. Khi vẽ chì á, bạn nên kiếm một cái miếng gì đó lót, cái này như miếng nhựa hay miếng gì trong cũng được, hoặc là một tờ giấy cũng được, cái này mình có sẵn mình cầm ra thôi. Ok, lót để cái tay mình nó không có chè trong cái giấy này. Lúc này thì bắt đầu mình đã có các cái nét cơ bản rồi, thì mình sẽ bắt đầu nhấn nhá để cho các cái thành phần nó hiện rõ lên dần dần. Cái phương pháp là mình sẽ lên một cách từ từ, chứ mình không có làm nó đậm ngay từ đầu, thì như vậy sẽ rất là khó sửa chữa. Cái bước này thì nó dễ dàng hơn cho mình, bởi vì mình đã có những cái đường phác thảo nè, đường trục nè, nó sẵn ở đó rồi, cho nên là cũng rất là hạn chế được các cái lỗi sai về dáng hoặc là về các cái kích thước mà mình đã định sẵn ra như ban đầu. Các bạn để ý là mình vẽ từ trên vẽ xuống, cho nên nó sẽ không có bị ảnh hưởng lắm bởi vì cái bàn tay của mình nó đụng vô cái bàn vẽ. Ok, cái phần surface của mình đã tương đối xong. Bây giờ các bạn thấy một cái surface nhẹ nhẹ rồi ha. Bây giờ mình sẽ đi detail dần dần lên ha. Mình xác định dần dần cái màu của nó ha. Bây giờ mình đi con mắt nó trước, bởi vì thường thì mình đi tổng thể, nhưng mà do là cái chì á nó hay di vô tay, cho nên là mình sẽ phải đi từ trong ra ngoài, từ trên xuống dưới, thì khi đó cái tay của mình không có đụng vô những cái phần mà mình đã vẽ rồi ha. Bước này thì chúng ta bắt đầu chuẩn bị màu để tô rồi. Màu của mình là màu Rhino ha, nhưng mà theo mình nhận thấy là cái màu này chưa không có được tốt cho lắm, bởi vì khi chuốt á nó dễ bị gãy, thì mình cẩn thận cái đó một chút xíu. Khi các bạn tô á, các bạn cố gắng tô một chút rồi các bạn xoay cái bút một vòng, xoay một cái, xoay một cái, xoay một cái, thì khi đó cái bút của bạn nó không có bị tè cái ngòi á, nó không có bị bằng cái ngòi, mà nó lúc nào nó cũng có trong cái trạng thái là nhọn, giống như kiểu là mình vừa vẽ mà mình vừa mài bút luôn á. Thì cái đó nó sẽ trở thành một cái thói quen rất là tốt. Đầu tiên là chúng ta tập trung vào cái khu vực mắt ha. Khu vực mắt rất là quan trọng đối với những cái dạng nhân vật như vậy, cho nên chúng ta vẽ phải kỹ vùng mắt, nó mới tạo nên cái hồn cho cái nhân vật của mình ha. Nhất là khu vực mắt á, chúng ta nó mặc dù nó đậm nhưng mà chúng ta cố gắng lên từ từ thôi, chứ chúng ta đừng có làm đậm ngay từ đầu. Các bạn thấy là ví dụ như mình tô sơ con mắt, sau đó mình xuống dưới miệng, rồi mình mới quay ngược lại, mình nhấn mạnh con mắt, mục đích là để cân bằng được cái độ đậm nhạt á của sự tương quan giữa các cái thành phần với nhau. Chứ nếu mà mình làm đậm ngay từ đầu á, mình khó điều chỉnh được cái độ tương quan đó. Mình để ý cái độ tương quan ha. Ví dụ như khu vực mà cái đàn đi, cái đàn nó màu đỏ, nhưng mà thực tế thì chúng ta không nên tô một màu đỏ không, mà chúng ta sử dụng từ 3 màu trở lên, màu đỏ cam, màu đỏ tím và một số màu xanh, màu vàng nữa nếu có, để cái đàn nhìn cho nó có chiều sâu, với là nó có khối chút xíu.
khi mà các bạn trồng màu lên á, thì cái hiệu ứng màu sắc á, của nó sẽ đẹp hơn là bạn tô một màu. Ok, bây giờ mình đang đi tới những cái bước gần cuối ha, gần cuối của cái con mèo này. Thì nguyên tắc là mình sẽ tô nhẹ khối, rồi dựa trên cái khối đó rồi mình mới tỉa những cái lông nhẹ ra, chứ mình không nên là tỉa lông ngay từ đầu ha. Đấy, ví dụ như cái đuôi thì mình phải tô sơ cái đuôi, tô nhẹ lên hết, rồi sau đó mình mới bắt đầu mình tỉa ở trên cái phần đó, chứ mình không nên là tỉa thì nó chưa có gì mà mình đã nhào cho mình tỉa rồi thì nó sẽ để lại những cái dấu như vậy nè, nhìn nó không có được đẹp á. Ví dụ như trên này ha, như trên này thì lẽ ra là mình phải đánh nhẹ qua một lớp trước ha, mình phải đánh nhẹ qua một lớp trước. Ví dụ như cái phần má đó như vậy, mình phải đánh nhẹ qua một lớp trước rồi mình mới bắt đầu mình tỉa, chứ nếu không ngay từ ban đầu mà mình đã nhào cho mình tỉa rồi á, thì nó sẽ bị cái tình trạng là để lại cái dấu của cái nét bút á, nhìn nó không có được đẹp cho lắm. Thành phần mà cần lấy sáng lại chẳng hạn như những cái răng nhỏ xíu nè, khi tô chúng ta không thể chừa nó ra được, cho nên chúng ta tô qua luôn, rồi sau này chúng ta mới dùng bút trắng để chúng ta lấy lại. Cái bút trắng của mình á, nó bị hư cho nên mình phải đổ mực ra để mà mình làm cho đúng ra, thì các bạn vẽ trực tiếp lên luôn ha. Các bạn vẽ chì á, thì mình chịu khó mình mua cái loại bút trắng tốt một chút, khoảng mấy chục ngàn á, thì nó sẽ giúp cho mình nhiều thứ lắm. Những cái khúc mà con mắt nó chưa có được long lanh, bạn chỉ cần thêm một tí cái màu trắng vô là tự nhiên con mắt nó long lanh lên liền, ngay và luôn, rất là đẹp. Những cái trắng này á, nó là cái bóng, nó là cái bóng khi mà ánh sáng nó chiếu vào trong cái những cái vật mà giống kiểu như thủy tinh á, thì nó sẽ tạo ra cái hiệu ứng đó. Cho nên sau này khi mà làm cái nhân vật này bằng đất nặng á, thì mình sẽ cũng làm con mắt nó thật là đẹp, làm nó kiểu như cái viên bi thủy tinh đó mà bữa trước mình đã làm rồi á. Một phần rất là khó là kẻ cái dây đàn này. Rồi, vậy là cuối cùng cái bản phác thảo của chúng ta đã xong. Các bạn lưu ý đây chỉ là cái bản phác thảo thôi ha, không phải là cái bản vẽ kỹ, cho nên cái độ sắc nét của nó cũng chưa cao và mình cũng chỉ làm đơn giản thôi. Hẹn các bạn lần sau mình sẽ có những cái bản vẽ sắc nét hơn ha. Cảm ơn các bạn hãy đăng ký kênh để xem được nhiều video hơn nha.